Alo, hôm nay mình xin giới thiệu với anh em ha, mạch sạc dự phòng mình tận dụng được pin 18650 trong laptop này, hoặc là cục pin nào 3.7 cũng được, tận dụng ngon bổ rẻ, kết hợp với mạch sạc dự phòng là mình có điện, lúc nào cũng có điện để sử dụng cho các thiết bị di động. Đó. Ngon bổ rẻ. Tại sao nói ngon bổ rẻ? Ngon là lúc nào cũng có điện xài, bổ rẻ là tận dụng được cục pin 3.7 của cái điện thoại hư nào cũng được. Mình hàng vô dùng như cái cục sạc dự phòng, đây là cục pin 18650 trong laptop, hàng đúng nha, nhớ hàng đúng nha. B trừ, nhớ hàng đúng nha, B cộng màu đỏ. Rồi, có điện sạch, sạc cho laptop, sạc cho cục pin laptop, làm cục sạc dự phòng. Mình để thử ha. Ba 5.36 ngon bộ rỉ. Không có tải cho nên là đơn vị bằng không. Dòng này chịu được tối đa là 2 MB. Nút này là để có một nút test pin, coi dung lượng pin của mình. Cái này nó còn ba nó khoảng 75-80%. Mặt này mình có để trên Shopee để ha. Rồi mình sẽ giới thiệu mạch tiếp theo. Ok, nhớ hàng đúng dây, B cộng B trừ để bút. Rồi mình có rất là nhiều sẵn hàng rất nhiều cho anh em. Rồi tiếp theo mình giới thiệu cái loại mạch cũng là sạc dự phòng. Cái này nó hay hơn một chút là nó có cái nút tắt mở. Rồi cái này cũng vậy, xác định B cộng B trừ trên pin 18650, hàng đúng dây, B cộng B trừ. Đây B trừ màu đen ha, nhớ hàng đúng nha. Đây B cộng, rồi sắp có một cái vật sạc dự phòng ngon lành, ngon bổ rẻ này, được 5.38 luôn này. Cái này là hay hơn cái kia một chút xíu, này xác định đúng với cộng với trừ, hàng đúng nha. Hay hơn một chút xíu là có nút mở và tắt nguồn, mở nhấn một cái tắt nguồn, bấm hai cái nha, bấm hai cái tắt nguồn. Ok, bấm một cái này mở lại nè, thấy không, quá hay. Bấm hai cái tắt, bấm một cái mở. Mạch này chịu được dòng tối đa là 2 A nha, 5V 2 A, sử dụng cho các thiết bị sạc, cho các thiết bị di động.
nhớ hàng đứng đúng B cộng, B cộng đây, B trừ đây ha. Cái hai cái mở có một cái, hai cái tách một cái để mở như thế, đơn giản rồi. Ok ha. Rồi mình có một cái mạch hay hơn này chút xíu nữa là cảm ứng mạch, cảm ứng chạm. Rất nhiều đấy, rất nhiều cho anh em nè, rất nhiều cho anh em. Rồi rồi tới cái mạch cảm ứng chạm cho anh em ha, cũng sử dụng cái mạch chuyển pin từ 3.7 lên 5V 2A. Xác định đúng B cộng B trừ hàng vô đây, đây B cộng đây, B trừ đây. Nó hay cho hơn cái thằng kia ở chỗ là nút chạm, cảm ứng chạm sử dụng pin 18650 hoặc cục pin 3.7 nào cũng được, miễn là 3.7 là được. Tận dụng được các cục pin của các thiết bị khác là rẻ rồi, ngon bổ là đi đâu cũng có điện sạc hết. B trừ, B trừ nhớ hàng đúng, B cộng B trừ nha, B cộng đây, rồi ok chưa. B cộng, B trừ nó hay ở chỗ là có cái cảm ứng này. Chạm vô đây, chạm vô đây thì mở nguồn vậy thôi. Cắm điện chết này được 5V 38. Mạch này tự động ngắt nha, khi nào mà không sạc nữa, tự không tải lâu á, tự động nó sẽ ngắt. Mạch này còn, nó báo pin là còn 50%. Chạm, nút cảm ứng á, cảm ứng chạm, cực nhẹ luôn. Mà rất nhiều nha cho anh em ha, hay cần cái cửa inbox. Ngon, bổ, rẻ. Chỉ cần cái mạch này, ở nhà có cục pin, hàng đúng B cộng B trừ. B cộng là dây đỏ này, cộng 3.7, B trừ là mát, là RND của binh đó. Mạch tự động tắt khi không có tải ha, khi chạm nhẹ vô là khởi động lên. Xài không có tải khoảng chừng mấy giây cũng
mấy phút là tự động nó tắt. Rồi, cảm ơn anh em ha. Còn gì thì cứ inbox cho mình nha. Rồi, xin cảm ơn. Mạch này mà không có tải khoảng chừng 30 giây đến 1 phút á thì nó sẽ tự tắt. Muốn khởi động lại thì chỉ việc chạm nhẹ là sẽ khởi động lại. À, có điện sạc, có tải, có sạc, có cắm sạc thì nó sẽ sạc. Cái này không có tải nha. Tải tối đa của nó chịu được là 5V 2A, khoảng chừng là 10W. Sạc anh em sạc thoải mái. Cái là một Win 37 là cũng được. Nó canh coi chừng 30 giây. 30 giây không tải tự động nó sẽ tự nó tắt. Tự tắt nha. Ok không? Muốn khởi động lại gì chạm nhẹ vô đây nè. Cảm ứng mà. Nút cảm ứng mà. À, có điện sạc cho anh em. Ok. Đi đâu cũng có điện sạc. Rồi, chờ anh em nhé. Đó, mình chạm trực tiếp nên mình không chạm trực tiếp, mình làm cái hộp kính, hộp mica kính, nó cảm ứng được. Không tải khoảng chừng 30 giây tự động tắt. Ok.